Cò trắng mê trai. Ủa, một con cò trắng nó bị thương rồi. Một bên cánh của nó đã bị gãy rồi. Cứ thế này nó sẽ chết mất. Thôi, ta sẽ mang nó về chữa lành vết thương. Đào, mày nằm yên ở đây nhé. Để ta băng bó vết thương cho mày. Rồi mày sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng. May là còn một ít tép rang. Ăn đi, chắc mày đói lắm rồi. Vài ngày sau, cánh của mày đã liền lại rồi. Bay đi, hãy trở về nhà của mày. Cò trắng, sao mày không bay đi? Nàng, sao lại... Cò trắng chính là... Ta chính là cò trắng. Ta rất cảm động trước sự nhân hậu và tình cảm của chàng. Để cảm ơn lòng tốt của chàng, ta nguyện sẽ ở đây cùng chàng kết duyên vợ chồng. Cảm tạ nàng đã nguyện ở đây cùng ta. Nhà ta chẳng có gì, ta chỉ là một người đánh cá. Nhưng ta sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc nàng. Không được, Tiên Út dám chống đối lệnh ta kết duyên cùng người phàm trần, phải bắt về đây trị tội. Thiên Lôi, mau đi bắt nàng Tiên Út về đây. Thần tuân lệnh. Trời đang nắng, sao lại sấm sét đùng đùng thế nhỉ? Chàng ơi, xảy ra chuyện lớn rồi, chúng ta mau trốn đi. Nàng nói gì vậy? Ta vẫn chưa nói cho chàng biết, ta là con gái của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nàng là tiên nữ. Hôm nay trời đột nhiên sấm sét, chắc chắn Ngọc Hoàng đã biết chuyện ta ở lại hạ giới kết duyên cùng chàng. Có lẽ người đã phái Thiên Lôi truy đuổi chúng ta. Chúng ta phải trốn đi. Ta mệt quá, không thể bay tiếp nữa. Chúng ta hãy nghỉ ở đây một lát. Không kịp nữa đâu, Thiên Lôi ở ngay đằng sau rồi. Tiên Út, đừng chạy trốn nữa, mau quay về tiên giới chịu tội. Không, ta sẽ không quay về thiên đình. Ta đã kết duyên cùng chàng cư phủ, giờ ta đã là vợ chàng, ta sẽ không đi đâu cả. Xin ông hãy phạt tôi, đừng trách tội nàng. Được. Cẩn thận. Từ đó, dân gian đều gọi hai phiến đá lớn này là hòn trống mái. Đó là biểu tượng của sự chung thủy, là sự khát khao hạnh phúc và được sống trong tình yêu trọn vẹn. Ba lô ra đời như thế nào? Dựa trên câu chuyện có thật của Gary Cunningham, là một nhà leo núi ở Boulder, Colorado, Mỹ. Chà, lâu lắm rồi mới có cảm giác đứng ở giữa thiên nhiên thế này. Chắc lâu lắm rồi không tham gia leo núi đúng không? Lát nữa lên trên đỉnh núi còn tuyệt hơn cơ. Thì tôi đâu có phải nhà leo núi chuyên nghiệp như cậu đâu. Leo núi cũng giúp tăng cường sức khỏe mà. Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng mỗi lần đi ngại nhất cái khoảng đằng sau này. Đeo lâu cũng nhọc phết đấy. Thôi cố lên, cứ lên được đỉnh là mọi phiền muộn đều tan biến hết. Cảm giác thực sự rất tuyệt vời. Ừ, thôi chuẩn bị đi đi. Cố lên nào, cố lên. Mới lên được lưng chừng núi mà đã thấy mệt thế này rồi. Không biết có đủ sức leo lên đến đỉnh không nữa. Chiếc giỏ này sao mà nặng thế không biết.
đau hết cả hai bên vai rồi. Cố lên nào Nicky, chúng ta sắp chinh phục được ngọn núi này rồi. Tôi mệt quá Gary, tôi muốn nghỉ một lúc. Muốn nghỉ, tôi cũng sẽ nghỉ cùng với cậu. Đau vai quá, không lẽ lại tháo chiếc giỏ ra? Cái giỏ này nặng và cồng kềnh quá, nó làm đau hết cả vai tôi rồi. Chắc tôi phải tháo ra một lúc mới được. Ừ, cậu cẩn thận đó. Hả? Nicky! Nicky! Cố lên Nicky! Nicky! Anh Gary! Em đến rồi à? Anh Nicky sao rồi anh? Hiện cậu ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu. Hy vọng là cậu ấy không sao. Nếu không, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được. Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà. Nhưng nếu anh không rủ cậu ấy đi leo núi thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc đó rồi. Tất cả là do anh. Chúa sẽ phù hộ cho anh ấy. Em đã liên lạc với vợ anh ấy rồi. Chị ấy đang đi New York. Hy vọng khi nhận được tin báo, chị ấy sẽ thu xếp về sớm. Hy vọng là thế. Bác sĩ, Nicky, bạn tôi, cậu ấy sao rồi ạ? Rất may là trong lúc ngã xuống, cậu ấy vẫn có dây bảo hộ giữ lại nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, chấn thương vùng lưng và vùng đầu hơi nặng nên phải cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng. Dự tính cũng phải mất 3 tháng mới có thể hồi phục được. Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm cậu ấy được không ạ? Cũng được, nhưng phải hết sức nhẹ nhàng vì bệnh nhân cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Xin lỗi cậu nha, Nicky. Giá như hôm nay cậu không cùng tôi tham gia trò mạo hiểm này thì cậu sẽ không gặp nguy hiểm. Anh Gary, anh đừng tự trách mình nữa. Anh ấy sẽ bình phục thôi mà. Nhưng cậu ấy sẽ phải nằm ở đây ít nhất 3 tháng. Đúng là mọi thứ đều do anh mà. Em hiểu. Anh Nicky đang rất khó khăn. Vậy thay vì chúng ta ngồi ở đây tự trách bản thân mình hãy làm điều gì đó có ý nghĩa để giúp đỡ anh ấy và gia đình đi. Em nói phải. Thì cũng chỉ vì chiếc giỏ đeo sau lưng mà cậu ấy mới gặp chuyện. Nicky, tôi sẽ vì cậu mà làm nên một chiếc túi đeo sau lưng thật gọn nhẹ. Khi cậu khỏe lại thì cậu sẽ dùng nó để leo núi cùng tôi. Cậu đồng ý không? Sở dĩ chiếc giỏ này nặng là vì chất liệu làm ra nó bằng kim loại. Bây giờ mình sẽ tìm chất liệu khác để thay thế, để giảm sức nặng của nó. Dùng chất liệu gì bây giờ ta? Vừa phải nhẹ, vừa phải đảm bảo chắc chắn. Đau đầu quá đi. Phải rồi, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? Mình sẽ dùng vải để may túi, vừa đủ dày để chắc chắn đựng đồ, vừa nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với khung kim loại. Mình sẽ thiết kế một chiếc túi đeo sau lưng bằng vải. Nicky ơi, tôi sẽ dành tặng cậu cái túi này. Anh Gary. Em à. Dạo này anh mãi mê nghiên cứu quá, gầy rộc đi rồi. Anh đã hoàn thành xong bản thiết kế về chiếc túi đời mới rồi. Từ giờ sẽ không phải làm việc khuya nữa rồi. Tuyệt quá. Đây là mẫu túi sẽ được may bằng vải thay vì khung sắt cồng kềnh và nặng nề. Bên trong anh sẽ thiết kế túi chia làm 2 ngăn để có thể đựng và phân loại đồ ra từng ngăn riêng. Anh nghĩ mẫu túi này sẽ rất thực dụng với các dây kéo ở các ngăn. Người leo núi có thể lấy đồ đạc trong túi một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời cũng mang được nhiều đồ hơn so với chiếc giỏ cũ. Tuyệt vời! Thế này thì người dùng nó sẽ không phải vất vả nữa. Anh sẽ tiến hành may luôn chiếc túi này và mang đến cho Nicky xem đầu tiên. Sau hôm đó, Gary đã tự mình đi chọn vải rồi mang bản thiết kế đến nhờ một nhà may may cho anh một chiếc túi theo đúng như mẫu. Sản phẩm hoàn thành khiến anh vô cùng vui sướng và tự hào. Nicky, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được chiếc túi đeo sau lưng như ý nguyện của cậu rồi. Tôi sẽ mang đến cho cậu xem ngay đây. Nicky, thấy gì không? Chiếc túi này vừa nhẹ vừa tiện lợi, có thể đựng được nhiều đồ mà không hề cồng kềnh. Cậu thật giỏi, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nghĩ ra được loại túi tiện lợi như thế rồi. Túi này cũng có thể đeo vào vai này. Chúng ta có thể dùng túi này để leo núi vô cùng tiện lợi. Nên cậu phải mau khỏe để đi cùng tôi nha.
Chiếc túi này rất sáng tạo và tiện lợi. Cậu nên đặt cho nó một cái tên đi. Nó là túi đeo trên vai, nên tôi sẽ gọi nó là ba lô nha. Ba lô? Tớ nghĩ đây sẽ là một sản phẩm vô cùng tiện ích. Cậu nên nghĩ đến việc kinh doanh nó một cách nghiêm túc, biết đâu sẽ giàu to. Tớ sẽ xem xét đề xuất của cậu. Sau thành công của việc sáng tạo ra chiếc ba lô, Gary Sunningham đã dấn thân vào con đường kinh doanh để sản xuất ra những chiếc ba lô chuyên nghiệp. Do ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới thứ hai, mãi đến sau năm 1946, vợ chồng Gary Cunningham mới chính thức chế tạo hoàn thiện mẫu ba lô có tên là Gary's, chuyên dành cho các nhà leo núi, người trượt tuyết. Tới năm 1967, nhà Sunningham tạo nên cuộc cách mạng trong sản xuất ba lô khi cho ra đời mẫu ba lô có hình giọt nước làm từ chất liệu ni lông cực nhẹ ở thời bấy giờ. Có thể nói, Gary Sunningham là cha đẻ của các mẫu ba lô hiện đại ngày nay. Hành trình cập bến hạnh phúc. Bác sinh bệnh ơi! Ai gọi lão đây? Cậu đi đâu? Bác cho cháu xuôi theo sông cuộc đời này xuống bến hạnh phúc. Bến hạnh phúc à? Xuống bến ấy khá xa, lại phải vượt qua lắm gần nhiều thác. Cháu thanh niên trai tráng, sợ gì vất vả hả bác? Vậy được. Và cậu đi một mình hay đi với ai? Trên đường đi, cháu sẽ đón thêm một vài người bạn nữa. Chúng ta lên đường thôi bác, cháu nóng lòng quá rồi. Khúc sông này êm đềm quá bác ơi, con thuyền cũng lướt rất nhanh. Anh bạn ơi, đợi chúng tôi với. Chúng tôi ở đây này. Các bạn của cháu, tiền tài và địa vị đấy bác ạ. Bác ghé vào gần bờ đón họ nhé. Được. Chúng cháu chào bác. Chào hai cháu. Cháu vẫn còn mấy người bạn nữa. À, họ kêu rồi bác ơi. Danh vọng và bình an, hai bạn lên thuyền đi. Bác xin mệnh ơi, sao bây giờ thuyền đi chậm thế? Thuyền đông người lên, nặng hơn nên không thể đi nhanh như trước được. Các cháu ngồi cẩn thận nha, sắp tới nơi nước chảy xiết rồi đấy. Thuyền sẽ chao đảo nhẹ. Bác ơi, hai người bạn tình yêu và hạnh phúc hẹn cháu chỗ này. Bác bẻ lái vào đón họ bác nhé. Chỉ lần này nữa thôi nha. Con thuyền này nếu chở nặng hơn sẽ không vượt qua được những gờ thác trên sông đâu. Tình yêu, hạnh phúc ơi, nó đến rồi nè, mau lên thuyền thôi. Đây là hai người cuối cùng nhé, thuyền sắp quá tải rồi. Anh bạn ơi, cho chúng tớ lên nữa. Bác ơi, bác có thể cho bạn sức khỏe và may mắn của cháu lên thuyền không? Con thuyền nhỏ này không thể chứa thêm một người nào nữa, chúng ta nên đi thôi. Anh bạn ơi, cho chúng mình lên thuyền với. Sức khỏe ơi, may mắn ơi, chỗ này nước cạn, cố gắng nhảy lên thuyền đi. Không ngờ hành trình đến bến hạnh phúc lại khó khăn như vậy. Tôi chèo thuyền sinh mệnh trên sông cuộc đời này bao nhiêu năm, đã trải nghiệm ra một điều: phàm những ai lúc khởi hành đem theo hành trang thật nhẹ nhõm đều cập bến thành công. Còn như cậu, nào là tiền tài, địa vị, nào là danh vọng, bình an, rồi tình yêu, hạnh phúc, lại cả sức khỏe, may mắn nữa. Cậu muốn đem theo tất cả. Con thuyền sinh mệnh quá đa mang, không thể nào đến bến bờ hạnh phúc. Hai lần chết. Cậu
con quạ đáng ghét, mau trả lại đồng xu cho tao. Thôi được, mi không xuống thì ta sẽ leo lên, xem ai thắng ai. Trời, cao thế này, làm sao mà leo xuống được bây giờ? Cứu tôi với. Các anh còn làm gì đó? Mau giúp tôi xuống đi, tôi không trụ được nữa rồi. Cành cây gãy mất, cây cao thế này biết giúp anh thế nào đây? Chẳng ai trèo lên mà đưa anh xuống được đâu. Hay là chúng ta cưa cho cái cây gãy là anh ta sẽ xuống được ngay? Thế thì anh ta gãy chân mất. Hay là xây một cái tháp bên cạnh cây, nửa tháng là xong. Nghĩ ra rồi, các anh đúng là lũ ngốc. Mau ném cho tôi một sợi dây thừng đi. Được rồi, giờ thì kéo tôi xuống đi. Kéo mạnh vào. Tại sao mình lại đen đuổi thế? Ngày nào mình cũng dùng sợi dây thừng đó kéo tùng nước từ dưới giếng lên, mà có cái nào sức bẻ gì đâu. Mình thật không tài nào hiểu nổi. Mà tất cả cũng chỉ tại cái đồng xu chết tiệt kia. Cứ mặc nó thì đâu đến nổi. Kẻ ngu ngốc thường luôn cho mình là người thông thái. Câu chuyện trong tiệm bánh. Con ở nhà ngoan, mẹ đi chợ bán hàng, chiều về mẹ mua bánh cho con nha. Mẹ cho con theo với, con sẽ xách đồ cho mẹ, con không muốn ở nhà một mình đâu. Thôi được rồi, nhưng con phải ngoan, không được chạy nhảy nghịch ngợm trong chợ đó nha. Dạ, con nhớ rồi. Ai bánh mì đây? Bánh mì nóng giòn đây. Để mẹ mua cho. Chị làm ơn lấy cho tôi chiếc bánh này. Của chị nè. Cảm ơn. Con không ăn cái này đâu, con muốn cái kia. Bánh này ngon mà, có cả dâu tây tươi. Cái kia nhiều kem lắm. Ăn vào sâu răng đó con à. Không, con thích ăn cái kia. Thôi nào, mẹ biết rồi. Thế con ăn cái này nha. Cô ơi, cháu đói quá cô ơi. Cô có thể mua cho cháu ổ bánh mì được không ạ? Không có đâu, đi đi. Cô ơi, cháu... Đi đi, đã bảo mà. Tội nghiệp bạn kia quá mẹ ơi. Bạn ấy có làm gì đâu mà bị xua đuổi như thế. Cháu ơi, lại đây cô bảo. Dạ, cháu... Cháu vào đây. Cháu đang đói lắm phải không? Ăn chiếc bánh này đi. Cơm cho cháu hả? Phải, cầm lấy đi ăn cho nóng. Cháu cảm ơn cô ạ. Cô tốt với cháu quá. Ừ, cháu ăn đi cho đỡ đói. Sao mẹ lại? Cậu bé ấy đang đói mà con. Nhưng nhà mình cũng nghèo mà mẹ. Cô kia giàu thế còn không cho gì. Nam, con biết không? Sự giàu có đôi khi không đo được bằng tài sản vật chất của ai đó đâu con à. Thế thì đo bằng gì hả mẹ? Đo bằng tấm lòng, bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia mà con dành cho người khác con trai à. À, ra thế, con hiểu rồi mẹ ơi. Vậy thì mẹ của con thật giàu có. Đúng rồi, chúng ta nên trở thành những người giàu có như thế. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!